xin thông báo với các bậc phụ huynh là trộm vía học lực của các em học sinh của lớp mình thì rất là đồng đều. Học yếu đồng đều. Nhưng mà riêng có một em là vượt trội hơn các bạn rất là nhiều, là em Phan Thị Trang. Còn riêng em Trang là vượt trội hơn hẳn, học lực kém. Đi học muộn hơn 100 lần này, không ăn cặp hơn 50 lần này. Rồi điểm thi theo thứ tự là toán, văn, anh, giáo dục công dân của em ấy là 0009. Thì không có tài nhưng mà ít ra cháu nó vẫn có được. Em rất buồn khi phải thông báo với các bạn phụ huynh là có lẽ là học kỳ sau thì em sẽ không chủ nhiệm lớp mình nữa. Tốt rồi. Ở đâu? Tôi đang chơi game. Đúng là phụ huynh nào con đấy.